Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các bộ ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Trong văn bản gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước đề nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng được giao. Theo đó, đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ, trục lợi, đẩy giá vàng miếng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp tổ chức hoạt động đấu thầu vàng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, đơn vị đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng cung ra thị trường. Hiện có 26 đơn vị, bao gồm cả Ngân hàng Thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng, thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Trong số đó, đến thời điểm này, có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu.